cô bé ở nhà, đồng ý chứ? Có. Thật sự đấy lại nói như này, không phải là đồng ý đâu, mà con gái mình lại là một fan cứng của VDA. Ví dụ như là những giờ buổi sáng thì Đạt không nói nhá, bởi vì buổi sáng là nó sẽ ngủ và thức dậy để đi học, ăn uống rồi đi học. Chứ nếu là buổi tối nó sẽ học bài lúc thứ nhất là sớm, hoặc là học bài buổi chiều và đến live của Vi sẽ xem live của Vi. Thậm chí khi Đạt và Vi PK, nó cũng nói như này: con xin lỗi bố nhưng con sẽ sang bấm tay cho cô Vidia. Thế thì khả năng thế này thì không phải là con gái ra gì mà là bố ra gì à, đúng không? Nó nói thẳng đến luôn, mà khi nó nói câu nói đấy mà cả nhà phải phọt cười ra. Có nghĩa là nhiều khi là nhà em ấy là có cái phong tục, là không phải phong tục mà đây là truyền thống của nhà em, là sẽ có những ngày mà tất cả mọi người trong gia đình sẽ đoàn tụ lại và ăn những bữa cơm thân mật với nhau. Thì có cái hôm mà cô của em, cô ruột của em có hỏi là: thế bây giờ bố Đạt và cô Vidia mà chơi PK với nhau thì con muốn ai thắng? Nó bảo là con muốn Hòa. Và thế bây giờ con sang bấm tay cho ai? Thì nó nhìn Đạt và nó cười. Nó bảo là: con xin lỗi bố, con sẽ bấm tay cho cô Vidia. Hảo con.